Kính chào quý vị các bạn. Dũng Audio ô tô của Hải Dương xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi Kia Cerato số sàn, sản xuất năm 2016, động cơ 1.6. Đây là hai chiếc Kia Cerato sản xuất năm 2016, động cơ 1.6, tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ tầm 7 lít, 6 lít rưỡi đến 7 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Một đôi màu đen và màu trắng, hắc bạch song sát. Đây là hai chiếc xe đều sản xuất năm 2016, đều số sàn. Một chiếc màu đen tuyền và một chiếc màu trắng ngọc trinh. Nội thất cả hai chiếc đều là màu kem. Hai chiếc xe này mình bán đồng giá 488 triệu đồng. Quý vị xem xe liên hệ trực tiếp Dung Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Đây là thân vỏ cũng như nội thất của hai chiếc xe này. Hai chiếc Kia Cerato sản xuất năm 2016, số sàn 1.6 MT. 1.6 MT thì nó tiêu thụ khoảng độ tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp thôi. Hai chiếc với sở thích của quý vị nào, mà bạn nào thích màu đen cũng có, mà thích màu trắng cũng có. Thì chiếc xe này thì nó được trang bị la răng đúc, phanh ABS, 4 phanh ABS, la răng đúc, gương kính chỉnh điện, xinh nhan trên gương, đèn bi xê lông siêu sáng. Đây là đèn bi xê lông siêu sáng này, mặt ca lăng của Cerato các bạn biết rồi, đèn bi xê lông siêu sáng, 4 la răng đúc, phanh ABS đầy đủ, xinh nhan trên gương. Và bây giờ cấu tạo thì gồm có gương kính chỉnh điện, cụp điện tự động, vô lăng tích hợp bàn phím, có cruise control, đi ga tự động, cài đặt đi ga tự động, rồi là màn hình camera lùi rất là nét nhé, đầu DVD, định vị, điều hòa hai vùng độc lập và tự động, túi khí, đây điều hòa hai vùng đây. Hai chiếc xe này hiện nay mình đang chào bán đồng giá với giá là 488 triệu đồng. Và cả hai chiếc xe này mình đều cam kết keo chỉ zin, không tai nạn, không ngập nước, máy số zin. Đấy là cái mình cam kết cho luôn quý vị và các bạn. Thế bây giờ quý vị hãy cùng với mình đi xem thế nào là keo chỉ zin, máy số zin ạ. Đầu tiên là từ chiếc xe trắng này. Đây ạ. Đây là chỉ của cánh phụ. Đây quý vị có nhìn thấy nguyên chỉ zin hết ạ. Còn đây là chỉ của cánh sau, bên phụ đây ạ. Không mất phân chỉ nào quý vị nhé. Phần cốp vậy ạ. Mở cái cốp. Hai chiếc xe này thì mình đã đều kiểm tra chất lượng, chạy rất là sướng. Đây ạ, đinh tán là hai bên cốp này còn nguyên quý vị nhé, đinh tán còn nguyên luôn. Cả hai bên đinh tán đều còn nguyên. Chỉ cốp còn nguyên. Có ốc cốp chưa mở. Đây chỉ còn nguyên này. Chỉ còn nguyên luôn. Ốc cốp chưa mở. Con cốp quý vị nhìn đây, rất là sạch sẽ, không móp méo gì cả nhé, không đâm va, cam kết không tai nạn, không ngập nước. Đây là chỉ cánh sau bên lái, cũng còn nguyên, không mất phân chỉ nào quý vị nhé. Đây là chỉ cánh bên lái đây ạ. Đây là chỉ cánh lái đây ạ. Còn nguyên quý vị nhé. Bây giờ sẽ đến phần đầu xe. Về phần đầu xe thì quý vị xem đây, xe là còn nguyên vết bụi thời gian. Khoang máy của chiếc xe là nguyên vết bụi thời gian, không động chạm gì vào. Chưa ai động chạm gì vào luôn, nguyên vết bụi thời gian, máy số zin.
Đây là máy zin luôn quý vị nhá, ốc 7 màu còn nguyên. Toàn bộ là ốc 7 màu còn nguyên hết. Máy sạch sẽ, không có dầu mỡ, không có gì. Đây các vị nhìn đứng dưới sâu dưới này, các bạn nhìn dưới này chưa? Đây là khoang máy rất là khô ráo sạch sẽ. Ốc máy còn nguyên. Xe zin từng con ốc luôn ạ. Từng con ốc nhỏ đều zin hết nhá quý vị nhá. Máy số zin. Thế còn về phần đầu đây. Ốc cabo chưa mở. Đây ạ, ốc cabo còn nguyên chưa mở nhá quý vị nhá. Chỉ cabo còn nguyên. Chỉ cabo còn nguyên này. Chỉ cabo còn nguyên hết. Đây chỉ cabo còn nguyên hết, ốc cabo chưa mở. Đầu điếc là không bị bất cứ một vấn đề gì cả. Chiếc xe, hai chiếc xe này thì mình đều bán với giá là 488 triệu. Quý vị thích màu đen cũng được mà thích màu trắng cũng được. Chiếc màu đen này cũng vậy. Thì đây chỉ của chiếc màu đen đây. Chỉ cũng còn nguyên quý vị nhé. Chỉ của chiếc màu đen này cũng còn nguyên đấy. Hai chiếc xe này đều mới về hết. Và mình mới rửa nước lã xong rồi quay cho quý vị đây. Chiếc màu đen thì về chiều tối hôm qua. Đấy, chiếc màu trắng thì hôm nay mới về. Đấy chỉ còn nguyên hết quý vị nhé. Chiếc màu đen thì hôm qua mình quay riêng một clip rồi. Hôm nay mình quay clip đôi. Đây ạ. Xe quá đẹp luôn. Về nội thất đây, tất cả nguyên bản hết quý vị nhé. Tất cả là đều nguyên bản. Quý vị xem xe xin vui lòng liên hệ trực tiếp Dung Audi. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp Dung Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Phần cốp của chiếc xe này đây, màu đen đây. Cả hai chiếc đều sản xuất năm 2016 ạ. Cả đây, phần cốp cũng còn nguyên đinh đán nhé bạn nhé. Đinh tán rồi chỉ còn nguyên hết. Cả hai chiếc xe này đều được chào bán với giá là 488 triệu đồng. Quý vị xem xe vui lòng liên hệ trực tiếp Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Quý vị hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình livestream báo giá trực tiếp cũng như là mỗi lần mình up video chi tiết về mỗi chiếc xe. Dũng Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng thường xuyên theo dõi và ủng hộ kênh của Dũng Audi ô tô của Hải Dương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở video clip tiếp theo.